Xin chào các bạn, mình mới đi bộ về ngồi đây nghỉ mệt chút trước khi vô nhà. Hôm qua Black Friday mọi người có mua sắm gì nhiều không? Mình thì một là không có tiền, hai là cũng không có thích đi ra tiệm đứng xếp hàng, cho nên cũng có lên trên mạng coi sơ sơ chút đỉnh những cái món mình thích, những cái món mình mong muốn mua là cái cây chống rung, cái stabilizer đó, nhưng mà nó vẫn còn mắc quá, 400 đồng, nó giảm giá từ 500 xuống 400 nhưng mà vẫn còn mắc. Mấy cái máy chụp hình hạng xịn thứ mấy ngàn đồng thôi, mà thôi mình coi cho vui chứ mình không dám mua. Rồi cũng có Apple product thì giống như là iPhone X này nọ đồ, nó đâu có sale đâu. Apple nó sale nhưng mà nó sale mấy cái hàng cũ của nó, mà nó sale cái kiểu khôn lắm, nó không có bớt, mà nó chỉ cho mình cái thẻ để mình mua lại đồ cho nó. Ví dụ như nó cho 150 là cao nhất của nó thì mình phải dùng cái 150 đó mình mua đồ của Apple thì mới được. Hôm nay mình cũng không biết đi làm cái gì nữa, đi bộ xong cho nó khỏe đặng mình có sức khỏe chút, chứ lại ăn uống tháng này ăn nhiều lắm, tiệc tùng rồi lễ lọc rồi luôn tung ban hết, cho nên phải đi bộ mỗi ngày đặng mà bơ cho đặng đốt bớt calo chứ không thôi là chết. Mình thích được đi lên trên núi chơi tuyết, nhưng mà xe thì cũ. Check mấy cái hotel thì thấy cũng mấy cái hotel mình thích, mấy cái resort ở vùng tuyết này nọ đó cũng thấy còn mắc quá trời luôn, không biết sao. Hai đứa con thì cũng lớn rồi, nó không thích đi đâu, tối ngày nó cứ thích ở nhà nó online không à. Ước gì mình có được ở Việt Nam mình đi du lịch vòng vòng quay phim rồi cho nó sướng. Ôi thôi mình cũng không biết gì nữa, chỉ có như vậy thôi. Rồi nếu như bữa nay có cái gì vui vẻ thì mình sẽ lên mình vlog tiếp. Xin chào nha, bye bye. Xin chào các bạn, hôm nay Black Friday thì theo như các bạn biết là cái gì nó cũng bán giảm giá hết. Cho mình đi lên đây mình coi một chút xíu coi có cái gì rẻ không, để mình vô Apple trước nha. Apple là công ty bán iPhone này nọ đó, thì nó cũng có Black Friday. Nó gọi là One Day Shopping Event is on. Hãy coi nó là cái gì. Thì Apple nó sẽ cho cái gift card thôi, chứ nó không có giảm giá. Thì giảm giá là được, nó sẽ cho cái gift card là cái, nó cho cái thẻ giá trị là 150 đô. Rồi mình phải mua lại cái đồ của Apple, chứ mình không có mua được cái đồ khác. Nghĩa là cái giảm giá của nó cũng khôn, nghĩa là nó cho mình 150 đô, nhưng mà mình phải mua lại đồ của nó. Thì 150 đồng này là up to, nghĩa là cao đến 150 đồng, có thể nó sẽ thấp hơn tùy theo cái loại mình mua. Đấy, thì mình coi iPad thì nó cho mình 100 đồng để mình cái thẻ 100 đồng để mình mua lại cái thẻ gift card. Tiếng Việt Nam là dịch là gì ta, là anyway, để mình nếu như mình biết được thì mình sẽ phụ đề lên. Nhưng mà ý là nó sẽ cho mình lại 100 đồng để mình mua lại đồ của nó. Thì những cái iPad này, iPad Pro nè, nếu như mua 649 đồng thì nó cho lại 100 đồng, mình sẽ mua thêm mấy cái đồ của nó.
ví dụ như là cái earphone hay là gì đó, iPad này cũng vậy nữa. iPad thường thì cũng được 100, nghe là ba cái loại này được bớt lên 100. iPhone iPhone 8, iPhone 8 với iPhone 10 không không có được thẻ thẻ gift card, mà iPhone 7, iPhone 6 với lại cái iPhone SE thì nó sẽ cho mình 50 đô. Mấy cái đồ này đồ cũ nó muốn bán cho hết nữa mà. Còn cái Apple Watch thì nó cho có 25 đồng thôi. Thì mua 249 đồng thì nó cho lại mình 25 đô để mình mua đồ. Thì cái cao nhất là 150 đô là mình phải mua laptop, MacBook nè, MacBook Air nè, MacBook Pro, rồi iMac hay là Mac Pro. Thì mấy cái này thì được nó cho cao nhất maximum 150 đô gift card. Ok, Apple thì chỉ có được như vậy thôi. Đó, Apple Black Friday là như vậy. Cái tụi này Apple nó cũng ít có bán giảm giá lắm. Ok, bây giờ mình đi chỗ khác cho coi cho vui. Amazon là cái hãng online này thì nó bán đồ rồi nhiều nhiều hãng lắm. Người ta nghĩa là cái online retail này là mình nó có nhiều công ty bán qua một cái website này đó, cho nên nó rất là lớn. Như Amazon là lớn hơn eBay nữa phải không? eBay là cái loại khác, cái loại mình đấu giá, còn cái này là mình chỉ mua cái giá nó đó, bán nhìn mua đó. Ok, để coi cái nó Black Friday nó có cái gì tốt. Black Friday thì nó có deal of the day. Cái này nhiều lắm, mình coi sơ sơ thôi nha, tại vì nó rất là nhiều. Ba cái nồi này, nồi niêu xoong chảo này cũng chán quá, thôi mình đi coi đồ điện tử đi cho nó vui. Coi đồ điện tử, đâu coi, trở ngược lại. Kindle. Ui, ba cái đồ tầm bậy tầm bạ không à. Ở đây Big on Feature Electronic. Coi này. Samsung Galaxy 8 CDTEL. Coi cái từ 724 đồng 99 xu nó bớt lại còn 574. Unlock Samsung Note 8 là lúc trước là 949 đồng chấm 99, bây giờ nó bớt giá xuống lại còn 799, hình như là 150. Thì Samsung này cũng hình như không biết, mình biết cái này là mới nhất ta. Là cái gì nữa, TV. TV bây giờ mình ít có coi lắm. Không có ai mua TV. Deal of the day. Rẻ không ta? Coi thử coi. Add to cart gì? Mình đánh lộn rồi. Smart TV. Giá như vậy. Như vậy. Bốn chục in price hidden là sao ta, phải bấm vô. Ui, cái này nó complicated đó, nó rắc rối quá, không rõ ràng gì hết. Nikon Nikon camera. Coi cho vui thôi chứ mấy cái này mắc quá, không có mua nổi.
Wow, deals. Real are sales. Trời ơi. Cái máy chụp hình này hồi lúc trước mình mua có cái ống kính với cái máy không mà 900 đồng, bây giờ nó quá trời rẻ luôn. Giờ còn có 699 mà nó được ba cái ống kính. Rồi máy tới, máy này là máy cũng ok. Máy này tốt hơn cái máy của mình. Thì ôi sao cái giá giảm giá nó đâu. Mua cái body only là cái máy không mà không có ống kính thì được 50 đồng. Rẻ được 50 đồng. Mua hai cái ống kính thì rẻ được 350. Quá trời quá đất. Coi cái mấy cái máy xịn này. Nếu như mình mua thì mấy cái máy này mình không mua đâu, mình có tiền mình mua cái máy tốt, máy này tao mất rồi. Ê, Nikon 5D500. What? Đây, D500. Cái máy Nikon này rất là tốt. Nếu như mua cái máy không á thì nó bớt được từ 2.000 đồng, bây giờ còn 1.800 là bớt được 500 200. Còn nếu như mà mua ống kính với nó thì mình, cái ống kính này tốt lắm, thì cái giá chính của nó là tới 3.069.95, nhưng mà bây giờ chỉ có 2.399.395 thì coi như rẻ được 670 đồng. Ui mắc quá, bao nhiêu tiền đây, là Việt Nam mấy người ta làm lao động có bao giờ mua nổi trời. Ui thôi cái mấy cái này cao quá. Cái mình muốn mua là cái cây chống rung. Nếu mình mất tiền mình mua ở cái tiệm này sử dụng crank. Hey, cái máy, cái cây chống rung này á, nó không bớt được thêm hết ta. Lúc trước nó cũng để giá 399 thì nó đã ra on sale rồi, nhưng mà bữa nay Black Friday nó cũng không bớt xuống tí nào hết. Có cái cây chống rung này là mình cầm đi là mình quay phim là rất là tốt, coi là rất là mát mắt. Ok, mình coi cái này chán quá, không có mua nổi đâu, chết. Coi cho vui thôi. Còn có nhiều bạn thích quần áo này nọ thì người ta thường thường đi ra shopping mall. Không có tiền mua. Thôi, that's it.